đi xem thả diều ở Bình Dương, cô gái vừa hoang mang khi thấy con diều độc lạ. Đã có cái gì đâu, người ta duyên nhiều tiền cao to một phần hơn anh, ôi rồi ôi. Ủa gì vậy? Trời ơi! Xuất hiện những ngày gần đây trên mạng xã hội tấp tấp là những đoạn video thả diều của các bạn trẻ như đang làm mưa làm gió. Người ta thường hay nói độc lạ thì chỉ có ở Bình Dương. Quả đúng là không sai, khi mà mới đây một cô gái đã chia sẻ đoạn video với chiếc diều nhìn thì lạ nhưng lại rất quen. Trong video là một con diều với hình dáng của nhân vật hoạt hình Shin, cậu bé bút chì đang lơ lửng bay trên không trung cùng với những cánh diều khác. Chắc hẳn đây cũng là một nhân vật gắn liền với tuổi thơ của vô số các bạn, khi mà chính chủ đã mô tả lại hình tượng nhân vật cực kỳ chân thật. Thậm chí cô gái còn zoom cận cảnh chỗ hiểm, khiến người xem cười lăn cười bò. Cũng là diều nhưng sao mà cái này nó lạ lắm. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng hớn hở mà bật cười với mảnh đất độc lạ Bình Dương, danh bất hư truyền. Trời, má ơi, nó bay cao lên gặp gió mạnh lủng la lủng lẳng thì chỉ biết đội quần. Thế mà còn zoom to lên hẳn nhân 10 để soi chú voi con ở Bình Dương cho kỹ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.